Chào mừng anh em đã tới với Góc Arsenal. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Và trước khi tới với những tin tức nóng nhất ở trong 24 giờ qua của đội bóng thân yêu, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Mùa hè vừa qua, sau nhiều nỗ lực thì Arsenal cũng đã tống khứ thành công Nicolas Pepe khỏi câu lạc bộ thông qua một bản hợp đồng cho mượn tới Nice. Dù vậy, bên cạnh một tài năng trẻ là Marquinhos, Arteta vẫn chưa tiến hành củng cố vị trí tiền đạo cánh của pháo thủ bằng một phương án chất lượng nào. Tương tự là trường hợp của Liverpool, sau khi chia tay Sadio Mane trong mùa hè, vẫn chưa có một cầu thủ chạy cánh nào cập bến Anfield. Vì vậy, thời gian gần đây, giới truyền thông khẳng định, cả đội Klopp lẫn Arsenal đều đang có kế hoạch chiêu mộ thêm một chân chạy cánh chất lượng, với quyền Fred Zaha là cái tên được liên kết tương đối mạnh mẽ. Và mới đây, họ vừa nhận một tin tức tốt lành về thương vụ này. Cụ thể, theo nhà báo Sami Mokbel, Crystal Palace vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán ra hợp đồng với Zaha, làm dấy lên lo ngại rằng ngôi sao người bờ biển Nga đang có mong muốn chuyển tới chơi bóng tại một câu lạc bộ lớn hơn. Cần biết, thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên sẽ đáo hạn khi mùa giải năm nay khép lại. Theo The Goal, Real Madrid sẽ nỗ lực để mang chân sút Gabriel Jesus của Arsenal về Bernabeu. Nguồn tin này khẳng định gã khổng lồ La Liga chuẩn bị đưa ra lời đề nghị hỏi mua cầu thủ của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Jesus đã được Real Madrid nhắm tới ở phiên chợ hè vừa qua, nhưng cầu thủ người Brazil đã chọn Arsenal. Anh hiểu rằng với phong độ cao của Benzema hiện nay, cầu thủ này hoàn toàn có thể phải ngồi dự bị. Tới Emirates, Jesus sẽ được đảm bảo vị trí đá chính. Tuy nhiên vào mùa giải tới, Benzema sẽ không thể đá chính thường xuyên và cơ hội sẽ tới với Jesus nhiều hơn. Người mộ Real Madrid rốt ruột kia cho rằng đội nhà cần phải mua gấp một chân sút ngay trong tháng 1 2023 sau khi Benzema được phát hiện là dính thêm chấn thương mới. Tuy nhiên, tình hình của chân sút của tuyển Pháp không đáng lo ngại và có lẽ Kèn Can Trắng sẽ chờ đợi tới hè 2023 để mua thêm tiền đạo. Họ dự định chi 65 tới 70 triệu bảng để hy vọng Arsenal sẽ nhả Jesus. Hiện tại, cơ hội đua tranh trước vô địch Premier League của The Blue ngày càng hẹp dần nếu họ không sớm cải thiện phong độ. Tuy nhiên, trung vệ Koulibaly vẫn lạc quan về triển vọng của đội nhà. Chia sẻ ấn phẩm Courier de la Sur, Koulibaly nói về việc đối đầu với Arsenal, đội bóng đang đứng thứ 1 ở ngoại hạng Anh mùa này. Đó cũng có thể là thứ hạng của Chelsea vào cuối mùa. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành chức vô địch ngoại hạng Anh năm nay. Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Tôi gia nhập The Blue thi đấu dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mong muốn có tôi bằng mọi giá. Sau đó ông ấy rời đi. Cả Tuchel và Graham Potter đều sử dụng hàng thủ ba trung vệ. Tôi quen thuộc với hệ thống 4 hậu vệ khi còn khoác áo Napoli. Bạn không bao giờ ngừng học hỏi. Tôi biết mình gặp khó khăn. Điều đó đã xảy ra. Các cựu danh thủ Chelsea như Zola hay Pogba đã dự đoán trước kịch bản này dành cho tôi. Tôi tin vào định mệnh. Saka đã dính chấn thương trong trận gặp Nottingham Forest và sớm phải rời sân trong hiệp 1. Ray Nelson, người thay thế cho Saka đã chơi cực hay và bỏ túi hai bàn thắng cũng như là một kiến tạo. Đã có những lời kêu gọi Arteta rằng ông nên giữ suất đá chính cho Nelson thay vì mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của Saka. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Arteta đã trấn an người hâm mộ. Ông cho biết: "Cú đá là khá đau, cậu ấy đi khập khiễng nhưng tôi không thấy nó tệ hơn. Cả bàn chân và mắt cá chân của cậu ấy bị đá vài lần." Theo The Sun, Arsenal có thể điền cái tên Bukayo Saka trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge vào cuối tuần này. Lúc này, Saka là người ghi bàn hàng đầu cho pháo thủ với 4 bàn thắng và 5 kiến tạo tại sân chơi Premier League. Nếu Saka có thể bình phục kịp thời, đó là thông tin tuyệt vời dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Mikel Arteta đang cùng Arsenal có khởi đầu tuyệt vời tại mùa giải năm nay. Họ đang dẫn đầu Premier League với 10 chiến thắng sau 72 trận đã đấu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn thực tế với tình hình. Ông biết mọi thứ có thể nhanh chóng chuyển xấu và thừa nhận rằng mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Arteta đã chia sẻ mới đây: "Với tư cách huấn luyện viên, dĩ nhiên nỗi sợ lớn nhất là bị sa thải. Tôi đã đưa ra một quyết định tỉnh táo vào ngày tôi muốn trở thành huấn luyện viên. Tôi đã nói, điều đó sẽ xảy ra, bị sa thải. Hôm nay, ngày mai, một tháng nữa hay trong 10 năm tới, tôi không biết khi nào nó sẽ ập tới. Điều đó không thể điều khiển cảm xúc của tôi và đây không thể là lý do khiến tôi ra quyết định hoặc là không. Đối với tôi bây giờ, nỗi sợ là làm tất cả mọi người thất vọng." Nhờ việc thuận cả hai chân, Tomiyasu luôn thi đấu ở mức độ tròn vai trở lên, dù được xếp ở bất cứ vị trí nào. Ở trận đấu gặp Liverpool, Arteta đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng khi sử dụng Tomiyasu, cầu thủ có sở trường thi đấu nơi hành lang cánh phải và trung vệ, thay vì Tierney. Với việc Ben White thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công của cánh đối diện,
Arteta tin rằng phương án đẩy Tomi Jasu sang cánh đối diện sẽ mang tới sự cân bằng cho hàng phòng của pháo thủ. Thuyền trưởng Arsenal hiểu rõ thái độ thi đấu cũng như là sự linh hoạt của ngôi sao sinh năm 98. Chính vì vậy, nếu Tomi Jasu tiếp tục cho thấy sự ổn định, nhiều khả năng Arteta sẽ còn thử nghiệm anh ở những vai trò khác, ví dụ như tiền vệ trung tâm, vị trí mà anh đã từng chơi tại Nhật Bản. Trong bối cảnh Thomas Partey khá nhạy cảm với chấn thương, việc Arteta sử dụng Tomi Jasu như một phương án thay thế cựu cầu thủ Atletico Madrid mỗi khi anh vắng mặt là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong những chia sẻ mới đây, huyền thoại Rio Ferdinand khẳng định rằng Jesus vẫn đang là cái tên quan trọng bậc nhất đối với huấn luyện viên Arteta. Tôi đã nghe câu chuyện từ Arteta một ngày trước khi cuộc chạm trán giữa Arsenal và Nottingham Forest diễn ra. Về cơ bản, ông ấy nói: "Chúng tôi cần các tiền đạo ghi bàn nếu chúng tôi muốn hướng tới thành công." Đó là sự thật. Nhưng nghe này, tôi vẫn tin Jesus là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal. Không có cậu ấy, Arsenal sẽ không phải là một đội bóng như vậy. Nhưng cậu ấy chỉ cần ghi thêm những bàn thắng. Bạn không thể chỉ trích bất cứ điều gì khác với cách mà Jesus đang làm. Ở cuộc chạm trán Forest hồi cuối tuần, dù thịt ngòi nhưng Jesus đã đóng góp hai kiến tạo và thắng lợi tưng bừng 5-0 của pháo thủ. Hơn thế nữa, anh còn tạo nên những tác động lớn lên lưới chơi và lấy cho Gusauker chấm điểm cao nhất toàn đội. Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.